Quý vị và các bạn thân mến, với đoạn clip chiếc máy quay thì chúng ta đang được tham khảo cùng trải nghiệm một siêu phẩm loa nổi tiếng đến từ Anh Quốc với cặp loa Tainoi model Beckley MK2, sở hữu với bát 40 kiềng vuông model nổi tiếng K3828. Và đặc trưng của giải trầm của model này thì nó cho giải trầm xuống tới 20 hạc, bởi vậy tiếng trầm của nó sẽ rất là tuyệt vời. Và một điều cũng là một ưu điểm mà tôi cần nhấn mạnh trong đoạn clip này thì với những dòng loa đồng trục của hãng Tainoi đến từ Anh thì nó đã rất là nổi tiếng. Đó, nó là một trong những cái dòng loa mà sở hữu chất âm của giới sành nghe và khó tính nhất cho những dòng loa Tainoi nói chung. Và khi mà nói riêng để mổ xẻ và bóc tách ra thì tôi sẽ phân tích cụ thể và chi tiết. Quý vị thấy được rằng thứ nhất là ưu điểm của model Beckley MK2 này thì nó được trang bị củ kiềng vuông 40, gân còn gân nguyên bản, gân cao su của nó là siêu mềm và siêu bền. Đó. Và một điều mà tôi nhấn mạnh với quý vị rằng khi mà tần số của trầm cắt xuống 20 hạc thì nó cho cái tiếng bát nó xuống sâu thẳm lòng đất luôn. Và kích thước thì lại không bị đồ sộ và quá cồng kềnh như là một số cái model khác của Tainoi. Bởi vậy nó sẽ sở hữu được hai ưu điểm rất là tuyệt vời và luôn được anh em săn tìm những model này cho model Beckley MK2 của hãng Tainoi đến từ Anh Quốc. Xin mời quý vị cùng nghe một vài đoạn nhạc nữa. Những cái đoạn nhạc rẻ tiền mà tôi đang mở từ TV thôi, chẳng phải đầu CD rồi cầu kỳ phần phối ghép đâu, tôi ghép đại khái thôi mà nghe thấy nó phê quá rồi quay luôn cho anh em trải nghiệm thôi. Xin mời anh em cùng nghe. Anh em nghe giải trầm của nó đánh rất là phê. Đây là sự lợi hại đầu tiên của Beckley MK2 đã nói. Quý vị có thể thấy được rằng với tiếng trầm vô cùng uy lực của những model danh tiếng và luôn được săn đón bởi những ưu điểm trên, xin mời quý vị cùng ngắm nhìn lại lướt qua cấu hình của cặp Tainoi này. Được thiết kế với phần thùng gỗ nặng toàn thân cho cặp Tainoi Beckley MK2 đến từ Mỹ. Với chiều cao 86 của phần thùng loa và ngang 53,5, kích thước vô cùng gọn gàng, không bị đồ sộ và cồng kềnh, nhưng hiệu quả của âm thanh với đặc trưng của dải trầm của nó xuống dưới tới 20 hạc, và vậy nó mang cho tiếng bát của nó rất là sâu và vô cùng là mạnh. Những anh em mà gu thích tiếng trầm mở nhỏ đánh phê thì có lẽ rằng đây là cặp loa không thể bỏ qua. Đó, gọn gàng. Với kích thước ngang của 53,5 thì anh em thấy rằng để trên kệ nó rất là đẹp ạ. Không như là một số cái model khác thì cái thùng của nó đóng rất là cồng kềnh và đồ sộ. Đó. Những cái model của loa thì trên cặp loa này thì nó trang bị với model củ loa K3828 kiềng vuông nổi tiếng nhất của hãng Tainoi rồi, chúng ta không bàn cãi rồi. Hai ống hơi thở về mặt trước và một cái volume điều chỉnh cho phân tần nằm phía dưới chân cho model Tainoi này. Rất là đẹp và rất là đẳng cấp.
đến từ Anh Quốc. Một bát 40. Anh em nhìn này. Tôi thấy khá là nhiều những cặp loa tai loi thì đa số anh em bán thì gân của nó đã rụng từ lâu rồi. Và gân cặp loa này thì chắc bao cho anh em dùng 5 năm liên tục nữa. Gân xịn nha anh em nhìn này. Cái màu gân và cái độ đàn hồi của nó gấp nhiều lần những cái gân đẻo gân mới. Đó. Bởi vậy chúng ta sẽ không so đọ. Đây là cái điểm mà nó rất là có giá cho những cái cặp loa được gọi là của giới xanh nghe. Tất nhiên là gân thì nó cũng không quan trọng, nhưng mà đôi khi rằng sở hữu được những cái gân, nhất là của anh, những cái dòng đắt tiền này, thì anh em mua được những cặp loa nó còn nguyên như thế này là một điều cực kỳ là quý. Đó, kiềng của nó là kiềng si vàng. Kiềng si vàng 24 nổi tiếng của tai loi của Đông Trục. Ở trong giữa chóp của nó, chúng ta nhìn cái chắc kèn nó làm bên trong không ạ? Đó, quý vị là thấy không ạ? Chỉnh phân tần đây, đây một chỉnh chét này, chỉnh cho trung âm này, hai cái volume rất là to, chỉnh về mặt trước luôn. Đó, chỉnh có bi này. Nghe thế này thì bảo sao không phê được. Những cặp loa này thì anh em thấy rằng đó là một trong những dòng loa nghe nhạc đỉnh cao rồi, chất của quý tộc rồi, chất của giới xanh nghe rồi. Ví dụ như là cùng tầm tiền anh em xuống tiền chơi cặp 99A FB thì anh em múc khẩn trương cặp tai loa này. Trầm của nó thì đánh mạnh gấp 2 rồi, xuống sâu. Ngọt ngào thì nó bỏ ra pi tới hàng dặm rồi. Đó. Anh em đồng ý quan điểm này với tôi không ạ? Mà không đồng ý thì cũng không được, bởi vì nó nổi tiếng trên toàn cầu rồi, không đùa được. Đó, những dòng loa này thì ai cũng đã biết tới rồi. Ba giải của nó cực kỳ độc phê. Bát, trung âm và check. Và đặc trưng của những cái dòng loa thì tất nhiên là mỗi một model thì nó sẽ có một chút khác biệt. Và tôi đã phân tích cho chúng ta thấy được đây là model nó sở hữu cái kích thước của nó chiều cao 8-6 thôi. Và cái chiều ngang của nó 53,5 thì chúng ta để trưng bày phòng khách thì nó là quá đẹp, rất là gọn gàng. Nhưng ở đây thì kích thước gọn gàng rồi, nhưng mà nó lại lợi hại một vấn đề là cái tiếng trầm, giải trầm của model chạy củ kiềng vuông này MK2 này thì nó cho giải trầm nó cắt tần số tới 20 hạc. Đó, xuống 20 hạc thì bát của nó sâu tẩm lòng đất luôn rồi. Đó là quá phê. Đó. Anh em sẽ lựa chọn gì để cho những không gian phòng khách lớn của mình, những bộ âm thanh đẳng cấp, sở hữu chất âm của giới xanh nghe và khó tính, thì có lẽ rằng với những cặp loa tai loi thì chúng ta đã thấy rõ ở phân khúc dưới 50 triệu đồng những cái cặp loa này. Tôi thấy rất là nhiều đông đảo những anh em săn đón những cái cặp tai loi và những cái model đặc biệt này thì lâu lâu mình thấy những cái cặp loa này nó rất là đỉnh và nó rất là hay, và cũng sưu tầm cho anh em để trải nghiệm, chúng ta có cơ hội để sở hữu được những cái tuyệt phẩm loa như thế này, giá trị muôn thuở. Lúc nào nó cũng có giá, tên và số của nó thì chúng ta không bàn luận. Xin mời quý vị cùng mang tai phone và chúng ta cùng thưởng thức một vài đoạn nhạc quen thuộc nữa mà tôi từng test trên kênh. Quý vị sẽ thấy được sự lợi hại của cặp loa này. Đó, tôi test ra vài dòng nhạc rồi, và những cái dòng nhạc nghe tiếng các cái tiếng đàn, các cái tiếng gõ nhạc cụ trên cặp loa này, xem nó gõ có hay hay không, có nghe được hay không, trầm có phê hay không. Ai có tai phone thì chuẩn bị tai phone đi ạ.